chặt cái bản kinh xe phong cách 24 giờ. Koski Z800 trong bản độ đầy quyến rũ và phong cách. Sau khi qua những bàn tay của dân chơi người Thái, chiếc Nikolai được ví von là con tê giác đến từ nhà của Koski đã trở nên cực kỳ hấp dẫn, quyến rũ hơn và chất chơi hơn sau khi được khoác lên mình bộ áo mới cùng với những chi tiết được thay đổi nhẹ nhàng, tăng thêm phần cứng cáp và sang trọng cho chiếc xe. Cùng ngắm qua chiếc Koski Z800 độ đầy ấn tượng bên dưới nhé. Koski Z800 độ đầy quyến rũ của dân chơi người Thái. Khoác lên mình bộ cánh mới đầy nổi bật ấn tượng trong cái tông màu trắng tím, cộng thêm cái vẻ ngoài đầy hầm hố và cơ bắp của chiếc xe, tạo nên một tổng thể đầy hoàn hảo. Không chỉ gây ấn tượng với bộ cánh mà những chi tiết nhỏ trên chiếc xe được thay thế làm cho phù hợp hơn với bản độ, như cụm xi nhan Rizoma Zero ở phía trước, dàn tay thắng Taycan DMV, bao tay Dino, rù xéo Rizoma v.v. Dàn chân được sơn lại mạ rơm vàng nổi bật làm cái điểm nhấn nhẹ. Ngoài ra còn gây sự kích thích với cable Bernstein Titan v.v. Một bản độ đầy nổi bật và ấn tượng với công máy chế. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.